Bây giờ là bài 99, tương ứng với phần 3 bài 30 quyển 2. Đầu tiên là từ sữa bò. Niếu nải. Niếu. Niếu. Nải. Nải. Niếu nải. Niếu nải. Uống sữa bò. Khưa niếu nải. Khưa niếu nải. Cực kỳ thích uống sữa bò. Phi chàng xí khoan khưa niếu nải. Phi chàng xí khoan khưa niếu nải. Một cốc sữa bò. Y bây niếu nải. Y bây niếu nải. Uống một cốc sữa bò. Khưa y bây niếu nải. Khưa y bây niếu nải. Uống cốc sữa bò. Khưa bây niếu nải. Khưa bây niếu nải. Uống cốc sữa bò là đi lên lớp rồi. Với nghĩa chỉ uống cốc sữa bò xong là đi lên lớp luôn, không ăn cái khác. Khưa bây niếu nải chiều chú ý sẵn khở lọ. Khưa bây niếu nải chiều chú ý sẵn khở lọ. Bây giờ hãy nói từ đầu đoạn này. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. 我每天早上7点多才起床。 Cho nên thường thường không có thời gian ăn cơm sáng. 所以常常没时间吃早饭。 所以常常没时间吃早饭。 Uống cốc sữa bò là đi lên lớp rồi. Khơ bê níu nái chiều chú ý sẵn khở lọ. Khơ bê níu nái chiều chú ý sẵn khở lọ. Bây giờ là từ giữa giờ học. Khở chiên. Khở. Khở. Chiên. Chiên. Khở chiên. Khở chiên. Hãy nhắc lại từ nghỉ, nghỉ ngơi. Xiu xỉ. Nghỉ giữa giờ. Khở chiên xiu xỉ. Khở chiên xiu xỉ. Lúc mà nghỉ giữa giờ. Khở chiên xiu xỉ đờ sờ hậu. Khở chiên xiu xỉ đờ sờ hậu. Có điều lúc nghỉ giữa giờ. Bố của khở chiên xiu xỉ đờ sờ hậu. Bố của khở chiên xiu xỉ đờ sờ hậu. Tôi có thể đi uống một cốc cà phê. 我可以去喝一杯咖啡. Bây giờ là từ điểm tâm. 点心. Điểm. Điểm. Xin. Xin. Điểm xin. Điểm xin. Ăn điểm tâm. Chư điểm xin. Chư điểm xin. Không hay ăn điểm tâm.
不常吃点心. Một miếng, một khối. Hãy nghe và nhắc lại. Yi khoai. Yi. Yi. Khoai. Khoai. Yi khoai. Yi khoai. Trong đó từ khoai đã học trong cách nói một tệ. Yi khoai chén. Hãy nhắc lại một miếng. Yi khoai. Yi khoai. Một miếng điểm tâm. Yi khoai điểm xin. Yi khoai điểm xin. Ăn một miếng điểm tâm. Chi yi khoai điểm xin. Chi yi khoai điểm xin. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Tôi mỗi ngày hơn 7 giờ sáng mới ngủ dậy. Tôi Cho nên thường thường không có thời gian ăn cơm sáng. 所以常常没时间吃早饭. Uống cốc sữa bò là đi lên lớp rồi. 喝杯牛奶就去上课了. 喝杯牛奶就去上课了. Có điều lúc nghỉ giữa giờ. Bố của cửa chiên siêu xì thật sự hộ. Bố của cửa chiên siêu xì thật sự hộ. Tôi có thể đi uống một cốc cà phê. Wo ke yi qu he yi bei ka fei. Ăn một miếng điểm tâm. Chi yi khoai điểm xin. Chi yi khoai điểm xin. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng. Qing zhong. Nhận gửi email. Sâu pha email. Đi ngân hàng. Chuyển yến kháng. Dài, ngắn. Tráng, toản. Tuổi cậu, tuổi chó. Sú cậu. Cách đây bao xa. Lý trò yếu tua yuẩn. Lạc đường rồi. Mí lù lọ. Thứ hai tư sáu. Châu y san ủ. Có biết lái xe hay không? Chỉ lái ô tô. Khuẩy khuẩy khai trưa. Đề cao rất nhanh. Thì cao được khẩn khoải. Cực kỳ nghiêm túc. Phê tráng rèn chân. Vừa nãy. Căng thái. Qua một lát rồi hay gọi. Quấy quấy giải tả. Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cân liều xuyên sân đại biểu tuổi bị xài. Thi thâu phổ. Khảo thô phú. Cá
cá và thịt bò. Yú hớ níu rậu. Tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hảo. Cảm thấy trống trải. Cảm thấy chỉ mộ. Đi khiêu vũ một chút. Chuy theo theo vũ. Hơn 30 mét vuông. 30多平方米. Sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. Sáng xa vũ đều có ánh quang. 10 phút. 10分钟. Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao. Thí yu quán. Hai đề, chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra. Lẻng bảo thí. Rất nhiều câu. Khẩn đua chuy dự. Mới xem đến trang 30. Cái cản tạo 30 页. Là muốn cười. Chiều sáng xảo. Nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. Thính diện Anna giải mấn ngoài chào của mình. Xem xong phim rồi hãy làm. Xem xong phim rồi làm sau. Khả ván điện hình giải rùa. Hơn 2 tháng. Láng cửa tua yu. Đại khái đã quen rồi. Chạm bộ tua ý chinh xí quả lỡ. Cuộc sống ở đây. Trở là sân hồ. Có điều. Bú của. Khí hậu đặc biệt khô hanh. Chỉ hậu thở bia can rào. Thức ăn quá dầu mỡ, thức ăn quá ngấy, sai. Sai thải yếu nỉ. Xung quanh không sạch sẽ lắm. Râu bấy bú thải can chỉnh. Uống cốc sữa bò. Khưa bay níu nải. Ăn một miếng điểm tâm. Chỉ khoải điển xin. Lúc nghỉ giữa giờ. Cửa chiên siêu xỉ的时候.